Chào cả nhà. Chào cả nhà. Bữa nay mình đặt 12 cái ngục cả nhà ơi. Mời kết, mời cái kết quả chào. Đặt là phải có thôi. Mời có gì đó. Chú hai? Đó, luôn. Hết. Có lắm. Gì nữa? Giữ ha. Mời lo xuồng mà chở. Mình xin chào cô chú, quý anh chị và tất cả các bạn. Chiều nay mình đặt 12 cứng ngục của mình nè. Không biết ngày mai chạy cá gì đây. Mơ là cá gù non. Lượm tôm. Chờ chú văn quân. Bụt đó đâu. Chờ anh tát. Đặt lợp. Bụt cái miệng lại. Ủa có chở anh đặt lợp nữa hả bác hai? Chở chú Dân Quân chở anh đặt lợp. Sáng ca thì chiếc xuồng nhỏ chìm hết lặn rồi đó. Vậy ca chiếc xuồng lớn đi. Sẵn ha. Bắn hả? Rồi. Đây. Đâu đi qua đây đặt cái phải không? Ra ngoài ngoài đó luôn đó anh Mẹo. Tưởng đâu chỉ qua đây tôi lại không luôn. Đảo lại. Chơi kiểu qua chỉ lại tới đâm theo luôn. Lúa của cha mình cũng chín hết rồi. Thì dự định là mình sẽ cắt lúa. Nhưng mà có anh nuôi vịt kia anh lại anh mua. Anh ăn nỉ quá. Anh nói vịt anh cỡ này thiếu mồi. Rồi không có như còn không còn lúa nữa để đổ á. Năn nỉ anh mua lại, cha bán chỉ có 50.000 công. Chủ yếu là bán để như là tình nghĩa vậy cả nhà. Lấy 50.000 đang mơi mốt lên nước giật xuống á. Mình cài, mình lấy tiền cài nghìn sớ thôi. Giờ đổ thức ăn á thì nó mắc dữ lắm. Lên trên đó đó anh Kiệt. Sang trên đó đó. Năm chục ngàn một công tính ra chỉ có 20 kg lúa không tới. Đừng mượn đó anh Mẹo ơi. Sập xuống cái là ướt luôn á. Sụ đi theo. Đó nào? Dạ. Qua cái bờ đê đó đó chú đi. Qua cái chỗ cái lằn cò lúa đó đó mình đặt một cái. Rồi hồi mình chống ngược qua đây mình đặt một cái nữa là xong. Về nhà mình đặt hai cái nữa là sáng mơ mình đi thăm được rồi. Thì vào cái mùa nước này á, ếch rất là ít. Thường thường ếch sẽ rơi vào cái tháng 2. Mình đi soi ếch ban đêm được nè. Rồi mình đặt lợp cũng được. Còn tháng này đặt lợp ếch ít lắm. Rồi, dưỡng bờ luôn. Mấy cây đó là cái cây là lưới của bà con mình đó. Bộ lưới xong rồi đó. Bây giờ mình cũng bữa xong rồi, hẹn cả nhà sáng mai mình đi thăm rồi. Xù rồi. Xù lội theo. Sáng thăm sớm rồi, uống cà phê về mới thăm bác hai. Uống cà phê về thăm ha. Mặt trời lặn hướng đó. Về đi con, lội theo lạnh lắm. Dạ. Xô 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 xô. Dạ. Đi theo. Qua vườn kia. Mình xin chào cả nhà, buổi sáng. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Giờ mình đi thăm 12 cửa ngục. Hôm qua mình đặt á. Thì do buổi sáng là mình đi thăm sớm.
không có anh Trúc với chú Đình. Chào cả nhà buổi sáng. Hôm qua thì cả nhà ơi, thì tôi dắt chiều không có đi với mấy anh em, mắc cỡ ba cái lưới. Chào hầu cả nhà luôn. Chào cả nhà. Lên đi chú Đông. Xe nhỏ. Sáng thấy chạy cái mày đó con cu rồi. Nhổ cây luôn em. Nhổ chứ. Dở coi. Có linh gì. Nhổ cây để mình, nấu ăn chua ăn cơm cũng được. Đó, cái gì đó anh Mẹo? Ồ. Cái gì vậy? Cũng được rồi. Dạ, cá đằng ca. Dạ. Nhiều. Nắm lại ông hai đừng ba, có nhổ cây. Nhổ cây không có nhổ. Ôi có lương. Ô được con lương kìa. Tôi lấy rồi. Cá rô này kho sả ớt ăn sao á. Mềm xèo luôn. Vô dồn đồ nào lại dựng đầu đi để nó tí nữa. Ừ, có rô này kho sả ớt là thôi khỏi chê. Cá chết này bỏ đi mẹ ơi. Sao chết kỳ vậy cha, nó không lên được cái hôm hay sao kỳ vậy? Nó bị làm như nước quá nè. Chết quá chết. Ủa cái này chừng nữa mình lựa lại xay cho lương ăn chơi. Thấy thấy mấy con đó nó xình quá. Trời, bỏ uổng cha. Mình nó chết rồi bỏ. Ở đây nè. Cái này có con lương nha. Ồ hai con luôn cha ơi, vô rồi. Hai con lương đồng luôn. Chuồn trôi đâu đi theo đó xem. Vũ bỏ gì vậy? Nắm lại. Ờ cái đó đổ ngoài. Ủa mình lửa lỡ mà cha. Ừ thì đổ ngoài nữa mình lửa rồi. Mình hốt lửa. Còn hai lương nha. Cho nó bơ chút cho nó bỏ lại ra phan luôn. Lương nấu anh chua. Cá thì kho kho sả ớt. Biết ngon. Ừ. Đó, đó. Đó ngon ngon con ơi, hai con. Nhà mình đi qua bên kia để mình đổ. Chút xíu nữa mình mới quay về đổ hai cái rồi sao đít nhà mình nữa. Ba con luôn. Không ở nhà chừng nhà đi đi theo. Đi, đổ luôn. Nước cạn chứ nước sâu nó cũng lội theo luôn cả nha. Cạn sâu thì nó cũng cạn thì nó đi, còn sâu thì cũng lội à. Cái đầu cũng đi theo rồi. Con lương này ngon quá ha chú Sang. Đường ra ngoài con này cũng bằng con đó. Đó nước giật xuống á, nó giật xuống đặt với mấy đường mương nó chạy dữ nè. Dạ. Cái nào cha? Không có đem cái bọc lưới theo. Nhổ cây luôn mẹ. Để cho hồi hộp chơi chứ đâu có dở lên liền. Ở đây dở. Ô một con lương nữa mẹ ơi. Con à. Để cho con. Hồi hộp chơi chứ. Đầu cha cá rô. Ờ có lên lợp chưa kỳ. Ủa sao kỳ ha, bác hai đáng đẻ nó vô là nó ngập nó phải lên mà. Đầu cha không có lương nè. Được một con lương nữa nha. Mới có nước vô đồng mới có chừng hơn tháng nè. Mà lương nó lớn nè. Bữa hổm mình đặt con nhỏ nhỏ không nha chú Sa. Cũng không bự không bữa nay con. Bành mình. Mau. Ui. Lương bự hết à. Trọng trọng nè. Cái nè. Dê thuộc nhận không hay. Này cá sống này cá đó xình dữ lắm. Sao nó không lại tới trước ta? Ừ, sao kỳ á, đáng lẽ vô luôn phải lên hôm trên. Mấy con lương? Con một chơi. Con lương. Chiều nay đặt nữa, lương chạy kiểu này chiều nay mình đặt lên trên. Kiếm đi kiếm mở đặng có gì mình là.
hai cái được nhiều. Cái gô này khỏi sợ ớt, khỏi trội, khỏi chê. Mà tiếp tục đó nha. Ba con lươn hả? Ba con. Hai cái ba con. Hàng xù nó lên trên cái giường nó đi vậy. Dính không dựng sao? Dạ. À, đêm hết dính hả vợ? Ngộ á, cá cỡ này dính ban ngày đó. Để biết đâu. Ôi ôi cá ngon kìa. Dính cái lóc không còn gì nữa. Đó, cái mà tới cái anh đỡ thấy cũng mềm luôn đó, mẹ không biết sao đây. Hôm qua mình là hai nước nước giật hay là hôm qua mình dở hơi cao? Cầm nhiều con nước nước nó ấy đó. Rút nước hơi giật xuống rồi vậy. Mình kia có bài dịch qua ăn lúa bên đất của cha mình đó. Bên kia nóng lên để nó qua cái nguyên nước. Không có ớt ha, vậy mà không có ớt ha chú cha. Nước sâu quá. Cái này mà gặp cái thời mà còn hai vụ á, cắt cắt lúa mà còn gốc gạ mà nước xả vô liền đặt cái này chắc nó chạy dữ lắm luôn. Ồ cái này cao quá, cái hôm nó nằm lên trên quá luôn. Cái này chạy ít hơn bển nè. Còn chừng cái đầu trong cha chạy nhiều. Dạ. Không cha. Kỳ vậy. Nghiên cứu cái này là coi nó có bị lủng không kỳ vậy. Có cái nó bị có nó dùn dùn đó. Ngày này của bác hai buộc nó mới cứng cả nhà. Là nó không có tuột ra. Tính là bác hai đặt chắc cũng cần cả chục năm hả bác hai? Sao mình? Thôi sáng bác hai lạnh lắm. Sáng lạnh à, ông cào được bao nhiêu năm ông mới nghỉ không hai? Ừ? Mới nghỉ mấy năm nay à. Gì hả? Đêm hôm mà mình chạy xe đêm hôm. Ba con xù. Gắn chung giờ là hết luôn ha chú Sang. Chứ thường thường mình đặt cái này nước lên nè. Ô cái bên. Cái bên này quá im luôn đó nha. Một con. Cái đó chạy cá chạy nhiều dữ dồn lên này luôn. Ô, chạy chạy mới nhiều kìa. Quá lương rồi. Đây. Đó, trúng cả nhà ơi. Con lương nữa cả nhà ơi, lương này. Lương bự á. Trọng trọng không? Trọng. Ô kìa. Lương trọng mà. Cá rô bự. Đây một con nữa. Ê, đây một con nữa nè, ông ơi, đây con lương nữa ông ơi. Ai đi, vũ đâu? Vũ rồi. Cái này con lươn đó theo cái trắng ha. Dạ. Cái màu nó xanh. Không được cá còn lắm luôn. Ồ cá còn nhiều quá trời. Cái này cá này lựa là được mà. Cá nó được. Con lươn, con cá rô phi. Đó, mấy cái mà được nhiều rồi đó. Còn lươn dần ngính luôn chứ. Năm con lươn rồi. Cái này nó nằm ở chính giữa nó chết. Ôi con cá chê nhỏ nó chứ, phân chứ. Chê. Mình để thả vô, thả vô vuông cho nó bự lên. Có con cua còn nữa nha bác hai, thả con cua ra để chuột nó cắn nó lập.
tiếp tục nước cao hơn trong mương vườn đó nha, thấy không? Nhờ có cái bờ luôn nữa hả? Nữa hai con, trời ơi, hai con luôn. Nốt em sao? Để đi rồi, cái này đi. Lúc bò ra. Ê, gì? Vô rồi. Ồ, ổ cá gì nhiều luôn rồi. Làm hết không hay? Cứ luôn trong chuồng bò ra. Tưởng là trong lợp tôi bò. Giúp mình. Ếch. Một con ếch. Trúng mánh bữa nay trúng à. Hai con lươn. Cái này hai con lươn đó. Vô đi. Dịch này mới đổ qua. Qua. Qua bả. Sao ông vũ đắng vũ lại kìa, ông đắng vũ lại gì đó. Vũ đây đi, vũ đắng đi. Để đắng đổ luôn. Ông rút cái xuồng đi. Nha, yeah, có cầm con ếch nha. Một con ếch, giờ không có cái túi đựng ếch rồi. Một con lươn nữa hả cha? Con lươn nữa. Con lươn, con ếch. Hai con lươn luôn chú Sang ơi. Hai con luôn hả? Ừ. Ồ, trúng mánh nè. Ừ, con đổ cái này. Bắt hết kìa hả? Con này bỏ ngoài trời. Nãy mình quên đem cái thùng bê theo, mình nghĩ không có lươn thôi. Bây giờ không ấy đâu, bỏ lại con lươn, con ếch vô đây đi, cột lại khỏi cha, để con làm cho là nó hết đây. Yeah. mình làm phép hay cho nó ngồi lại á, cho nó ngồi nha, phanh hai cái giò nó lại kẹt cái đường mương rồi, không chịu phóng qua. Mấy cây u du này ngộ bác hai đắt ở dưới đường mương, giữa đường mương mình múc lên là lên vậy đó. Ưu vô hả bác hai? Nằm là biết bao nhiêu năm rồi đó, mà ở dưới đó có thể múc lên là nó lên, múc lên là nó lên, ngồi vậy. Chỉ ba cái hột lúa rài của mình thấy chị ra mà nó không thúi. Lương nấu anh chua rau muống đồng chơi. Lương nấu anh chua rau muống đồng đi, cá rô này mình lựa mấy con mấy con mà mập là lỡ nè, mình kho sớ ớt. Ồ cũng được cá linh nè bác à, chú xem. Cũng có cá linh lây ra. Linh nè, tím. Cá 2 x 2 ít. Mình cá rô đó kho sớ ớt thôi, khỏi chơi. Bây giờ nè, hai chú cháu mình dở coi. Ủa? Con gì trên cây mà nó, con gì trên cây anh Mèo? Chuột hay gì đó, chuột hay gì đó. Nhìn thử coi bắt hai con gì. 2 3 cui. Rồi, đây không có. Đổi đầu chú Năm ơi, đổi. Dạ. Con gì vậy? Chuột hay con mèo? Là mình chống qua bảnh, chống qua bảnh cái chú Sang coi. Chuột thì bắt luôn, coi chừng con rắn á. Chuột chạy mẹ nó. Rồi. Rồi. Phóng rồi. Nước rồi. Ủa chuột sao bằng ngày đâu trên cây đó. Lên ngon nữa chú Năm. Cái này chạy cá linh. Cá thiểu nữa hay gì đó con mèo phải không? Cá thiểu. Rồi kéo lại đẳng luôn đi. Đây, giữ đầu đó đây. Quá rau muống ngon. Chúng về mình lương đồng nấu cái chua rau muống đi. Rau muống đồng luôn. Quả cọng nào cũng thấy nó non, non hết biết. Cây sầu riêng muốn ngập nước luôn. Đủ nồi canh chua thôi chứ. Dạ. Còn hai cái nữa, hai cái bên đó nữa, mình về nhà đổ thêm hai cái nữa. Hết gì đó. Cua quá hay à. Dạ.
không có chơi. Giặt cái chỗ đó đấm bạc cái gì vậy? Mà đứng nước gì? Trời cho chú giờ chọn trước cái đầu đó, còn như chú thì chỗ đầu trong có lương đó, đầu ngoài không có lương đó. Cái này được con lương nữa, con ớt, ớt chết, lương vàng, tép, cái này có tép, lương vàng ghê, vàng lính. Ồ thấy gì cũng có 2 ký ngoài cá. Ớt này nó chết hồi nào đâu khu queo mà. Ớt này dám ra ớt đợt trước á. Đợt đi đúng rồi, rồi mình quên lấy ra không, luôn. Tôi lấy ra một con rồi. Còn con trên ấy đó, còn con trên đây là xin hứa quà đó. Phải không? Ừ nó đó. Chứ tôi bữa đó tôi lấy ra rồi. Sót mình lấy sót con. Ồ. Cái này có tép nè cha. Có tép. Nó tép bự. Vô này là nó cắt rồi. Vậy 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 sao nhà mình 2 cái lên xuồng ông Năm ơi. Sao? Ồ cũng bọn ha, hơi thu. Ồ nãy giờ được có con cá gô này một hả? Ừ, con hết đó. Sức nó bự còn lâu được chục con nữa, chục con nữa thôi. Chút mới vô nhà buộc bỏ tí lên có đứng hả? Hồi lại dân lưới này dính con cá lóc chết sình đó. Mình thấy cá nhiều nhiều quá. Nhiều là thích nhiều có cá. Cá chạy. Cá nhiều là dặn đầu này lên. Ừ. Ốc, còn bạn không? Mấy con cá linh. Cái gì cha? Coi cái đó có lọ có lủng không cha? Chắc ít nhất cũng phải có cá chứ. Có được con cá rô. Lủng rồi đó, cái đầu đó lủng rồi đó. Cái dễ vậy mà không có cá. Cái này chạy ít quá cả nha. Mày thất thu. Có cái gì cái khác. Ồ, lóc này bữa nào mình ra mình đi băng đi mình vớt bữa chú xem. Dạ. Chuột cắn rồi đó quê, qua có đâu. Vậy chuột cắn nó chơi, tối rồi nó lội ra nó vô cắn. Quá có buộc mà. Chuột cắn rồi đó. Vậy là bữa đó dám cắn ở trên Khánh Hòa mà mình không để ý á. Không, qua buộc không có đâu. Lương hả? Nhà hên nó cắn ở trên nè. Qua có buộc đâu có đâu. Quá cái bộ rau găm mình bữa nay tốt dữ luôn kìa. Con cá gặp. Ừ. Có anh nào? Rô cá linh. Ê, mình. Dạ? Bỏ. Hên quá. Mấy con trời, tao thấy có mấy con à. Hết hồn. Kìa Minh. Ủa sao con này hay. Cái cây này giờ chú Sang ơi lấy cái cây này ra mới được. Ừ. Đó nó chợt nó không có trèo lên được. Có cái cây nó dựa vô được. Chuột cắn. Dưới xuồng lúc lắc quá cả nhà thông cảm. Ổ này cho. Cái này phải kiểm tra lỡ mới được. Qua nó cắn dữ lắm luôn trời. Cái này nó cắn đâu trên ấy rồi, trên Khánh Hòa rồi. Cái này ngập nước rồi đâu cắn được đâu bác hai. Ngập thì nó hỏng á.
sợ để trên đó đó, trên gác đó, chứ không phải đâu. Này cắn này nè, vậy là cái này để riêng nha. Xong cả nhà, làm dấu là bắt hai lần mình sửa lại. Rồi giờ mình cũng vô tới nhà. Này, con ếch của mình, mình làm cái kiểu này là nó không nhảy được. Lương được nhiêu nè, tính ra cả ký không chú Sang? Ký hơn ký lâu lương đâu, đâu. Cái đó đây còn có ký gách rồi nè. Vàng in. Giờ mình truyền mấy cái lạp mình vô sàn mình để dưới đây chuột nó cắn đó. Bây giờ thì mình cũng ra cái chòi ở ngoài ruộng nè. Hôm nay có bác Tư đi đánh lưới á, nhưng mà bác bữa nay bác đi sửa máy, không có đi đánh. Sẵn bác ghé chắc chút ăn cơm với mình và chén cơm rồi làm ly hai ly với bác Tư mình. Phải vậy thôi chứ anh Tư. Làm miếng xuống mà phải lý ngoài đồng quê mà. Mấy đợt con muốn đồng này non, ngon hết biết luôn. Rồi ý bữa nay là con đãi bác Tư, con đãi món gì đây? Thì nãy mình đi thăm nó ra cá rô mình coi xả ớt. Lương thì mình nấu ăn chua rau muống. Dạ. Được không bác Tư, hai món này ăn cơm món ăn cơm là, được không bác Tư? Món này là ngon nhất á. Đó. Đó, có cháo thợ nấu là bữa nay nấu ngon ngon cho anh Tư anh ăn với nha. Rồi, con nấu là khỏi chơi. Nấu bữa nay nấu thành phố mà. Còn bác Hai với chú Sang này đang làm cá bên với Mần Lương. Con nấu con học. Thì sớm giờ mình Mần Lương ở ngoài với chú Sang á, trong đây anh Mèo cũng bắt cái nồi cá kho lên nè. Rồi cho vô xả nè coi. Cho xả ớt vô. Này mình kho xả ớt. Không biết lát ăn sao đây, không biết nữa. Cá gô với cá gầm á. Đó. Đây là Lương nè. Con nữa đi. Lương mình sẽ nấu canh chua. Đổ rau muống đồng. Còn đó có 4 con 4 con mẹ. Thì sớm giờ chú Sáu con đánh lưới ngoài kia. Bây giờ ngoắt chú vô đang có gì mình dùng cơm với chú luôn. Sáng giờ được nhiêu rồi chú? Đánh đặng ô 3 giờ mấy cái cá không có chứ. Ủa, gì cho không lẽ trời mưa sao chú? Ừ, bữa nay trời mưa. Hay là tại không có con đi bỏ thắt. Chắc vậy. Ăn cơm xong đi rồi chút nữa thì con dẫn đi vòng vòng cho rồi đánh chúng là. Thì mẹ mình lên coi vườn nè, sẵn ra nấu dùm nồi canh chua luôn. Dùm cho Lương vô thì được mớ 6-7 con cá mè dinh của chú Sáu đánh lưới được á, cũng gỡ vô đây luôn, chút mình ăn cơm chung. Anh hai rồi, quá ngon anh hai rồi. Còn lương với cá cũng chín, ồ nó nứt ra trơn vậy đó. Giờ mình để ra dĩa ha. Rồi mình để cái muống vô mình mới để lương vô lại. À, sức nó bung thịt kìa bác Hai ơi, đúng con lương đậu ngon thiệt. Mấy cá mày dinh chắc cũng chín hết quá mày. Sâu dữ lắm. Dành cho cơm muống nha. Nó nói mày biết thằng để mẹ mình niêm cái nữa là xong. Nãy mẹ niêm rồi luôn không mẹ? Đi chờ mình làm để ra. Ừ, không có đây bắn con qua nữa. Dặn thêm miếng nước mắm cho nó thơm. Bớt không nhiều khí rồi. Rồi còn nước. Lương mình gấp mình phanh lên cái tô. Nóng mẹ. Nóng lại là vừa tới nước vừa nó mới nóng mà. Ấm nó xuống cao để cho cá vừa. Rồi cái gạo lên 50. Và cái tô con chua này. Cái này làm xị thôi ha chú Sáu. Mời nè ông nhậu là ăn cơm đau bụng á. Đau bụng rồi kéo lưới không nổi luôn á. Múc ra cái gì đó.
kìa. Đây, con ấy nào đồ xuống. Mình ớt xuống chơi kiểu một cua cọp vậy đó. Ngặt con cái bể luôn cái nồi luôn anh ơi. Cái con cá gì không nói có hồi xô bếp ga dẫn nó đụng bắt nó nồi chua gì. Ngon. Rồi. Đó đây nè. Nước dầu. Bà cậu động bái hôm qua đặt mớ lợp được kiếm được mớ lương con chạy đó. Mớ cá. Bà cậu về dùng dưới gốc làng quê. Ừ. Gốc làng quê nghe không bác, đừng nói luôn là quê gốc chắc lớn không bác. Rồi, sáng mình đi thăm đó, rồi vô rồi tính gia đình nấu cơm ăn nè. Sẵn có chú Sáu với chú Tư đánh lưới đi nghe nè, mời vô dùng cơm chung luôn nè. Mà mình chuẩn bị về nhà đặng rước mấy đứa con mình đi học á. Tại bà xã mình còn ở bệnh viện chưa có về. Nuôi Minh Đăng á. Chẻ đi. Nè. Nè. Đây, chú năm mới đi. Nói mình ly mình hơi ít. Nói chung với mấy anh em thì hôm nay thì ghé lại gấp làng quê. Thì tu thiệt cái sự thật là hổm dài cũng bị sốt cái thành không uống, nhưng mà bữa nay chung vui với anh em ơi. Uống một hai ly coi. Đấy, chú 1 2 3 vô. Đúng rồi. Vô với mấy chú uống ly cái đây rồi ăn cơm. Tự nhiên chú Tư chứ chú Sáu mình dùng tự nhiên chú. Rồi, cá nguyên khúc vậy đó. Gấp có cái đuôi cá gầm. Con nãy con tính cắt mà thấy cắt lương cắt thì mình nấu canh chua ngóng ngon, thà là mình bẻ gì mà nó ngon. Nguyên khúc nó đi. Có sao? Đó. Vậy đó phết đi trời ơi. Bữa nay con cá gầm nó nhiều mà. Bữa nay quá mà ngon con cá gầm cả nhà. Cả nhà ơi. Ừ. Rồi mời cả nhà ăn cơm. Anh Phương, làm mời đi anh. Ngồi nói vô chút xíu anh Phương. Nói vô. Nói vô. Ăn tự nhiên đi. Sao anh Tư ăn mò rồi coi đó cái gốc làng quê nấu ăn được hay không đó. Ngon, ngon quá ngon rồi. Bữa trước thì mình ăn cá nướng, rồi bữa nay mình canh chua với cá kho sả. Bữa nay con rau để lương ra chú ăn. Để lương cho em hả? Em ăn không hết rồi. Lương nó vàng kìa. Quá vàng quá ngon. Không đâu. Nấu cái nó bung thịt chân hai chú sao? Anh vẽ tiếp giùm em cái coi. Đó. Mà cả nhà dùng lương nha. Mắm chăm dùng ớt. Ôi ôi. Nó dài con. Nhìn đằng là nó phải vậy. Quá dài, vô đây. Cơm xong rồi chút xíu nữa chắc mình cũng đi theo chú Tư với chú Sáu để kéo cá. Vô. Tới bên cha đó mình. Rồi lên Tiếm ơi. Ừ, ăn cơm luôn Sáu ơi. Mời mạnh mạnh rồi đi. Bị bà xã tôi bả đi rước cháu nội. Tôi có ngoại gì chổng cũng ở đây nè, cũng có nhà có đi theo được đâu. Đưa cho những gia chổng gì chổng rồi. Dạ cứ rủ rồi cứ đó. Không muốn à. Bể cụ. Hôm qua bố làm dữ lắm sao bữa nay bể cụ ta. Ba chập. Nghe bỏ đi. Chắc lái con cá quá chút sao. Đúng không? Bữa nay mấy con đi nữa là vô mánh nữa nghe chú sao. Ừ. Thiếu cay hả bác Tư? Lấy mua ớt hả? Mới vào. Như là bác Tư phái mua ớt rồi, như là giống con rồi. Canh chua chấm mua ớt là khỏi chê. Nước mắm trong cho mình chống rồi nó lặn nhất rồi. Cũng mà đặt giớm rồi chạy. Dạ 12 cứ ngọt quá, mới chạy vậy cho giớm nó dễ vậy. Hết bộn rồi.
vô mấy anh mấy chú được quá vậy rồi mà cái thứ tư đâu thì anh hai tiếp đi. Ờ, tôi muốn ở cái cơ hội trước nữa không coi nước ngủ đi được. Giờ sớm giờ mình dùng cơm cũng xong rồi thì chú Tư với mấy anh cũng bơ vỏ để đi đánh lưới rồi, còn chỉ còn có bác Sáu là dùng cơm sao. Giờ cũng video cũng dài, chắc mình cũng xin phép cô chú với anh chị và tất cả các bạn cho mình các video đây, hẹn lại video sau ha. Thì bác Hai đi vô nhà cũng chuẩn bị đồ đạc chút xíu nữa mình đi tiếp tục. Chào cả nhà luôn chơi. Chào cả nhà. Chào cả nhà luôn không? Chào cả nhà. Chào cả nhà.